theo để họ có thể làm lại bằng những cái nỗ lực của mình. Chủ động chơi cho mình khẩu lục mà đẩy hơi lao đến vị trí của anh chàng Diha. Và cái sự trả giá là chính cái mạng của mình. Buster vẫn tiếp tục là bò chạy đến khu vực y xe này và lấy tiếp đi cái mạng của anh chàng Hades. Double kill rồi, liệu có triple kill hay không đây? Táp là rất nhiều và đã có triple kill. Qua đà kill rồi. Cho vị trí của một anh chàng, chính xác là không có khẩu B50 nào cả, chỉ là những khẩu quả bom mà thôi. Một tình huống mà Dia đang bắn rất cường cùng cái shot này, và Dia đấm mồm được vị trí của anh chàng Buster rồi. Quay cơn kịp đổi cho mình được một mạng, tình thế đưa về là 4v4, nhưng hiện tại bên phía của Outsider đang có tận 2 thương binh hạng nặng. Bắn là rất yếu tới từ vị trí Dia, thậm chí bây giờ Hades còn lấy thêm cho anh mình cái mạng của quay cơn nữa thì khó rồi. King James cùng với Jekinda chỉ còn lại 30 HP, người khỏe máu thì vừa mất đi cái đầu của mình, có lẽ là bắn nhau tới chết tới khu vực Abraham này rồi. Khó quá, hai người còn lại Jekinda 5 HP, King James 39 HP còn lại, thì ngay cả đối với những người mà gọi là lạc quan nhất thì em cũng không thể nghĩ ra được một cái viễn cảnh nào dành cho bộ đôi này cả. Snappy nhìn thấy đối phương nhưng mà lại có những viên đạn, nó hơi mù mắt một chút nhưng không sao cả, vẫn còn cơ hội sửa sai dành cho vị trí Snappy. Và chỉ còn đó là Jekinda. Jekinda đấm mồm được Snappy để tình huống về là 1v2, nhưng Jekinda chỉ còn cho mình 5 HP thôi. Khó quá, 5 HP còn lại. Thậm chí là vị trí của mình thì cũng đã lộ ra rồi. Hai thành viên của đối phương còn rất khỏe máu nha. C4 đã rơi, 20 giây còn lại thì rất khó có cơ sở để Jekinda có thể làm nên một điều gì đó bất ngờ. Sẽ là round chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên đội tuyển Ants mà thôi. Không có gì là bất ngờ cả. Lộ ra tiếng quá nhiều. Đặt được quả C4 thì có vẻ là sẽ là một sự thành công, nhưng mà còn không đặt được nữa cơ. Bất ngờ cái mà split round đấu này là bắn ốp, không phải là vị trí của Edith nữa. Và Jekinda thì bắt được Edith rồi. Snappy đổi mạng, tình thế đang đưa về là 4v4, sẽ đánh nhà đến từ bên phía của Outsider. Nhưng họ lên nào như thế nào đây? Bom mình bên phía của em bắt đầu được trả ra một tiếng băng smoke luôn. Và Snappy ngã xuống dòng xuống quài cơn. Thứ 99 rồi. Đã có một tình huống lại rất hay đến từ quài cơn. Thứ 99 rồi mà chưa phải nằm xuống tới Jekinda. Bây giờ chỉ cần một tình huống đi chuyển lỗi thôi. Nhưng mà quài cơn đã là người nằm xuống trước những người đồng đội của mình. Chủ động bút nhau lên là khó chịu. Maiden thậm chí còn đang kê cường ở shot nữa cơ. Maiden đã phải nằm xuống. C4 đặt xuống trong khoảng tham mình cận kề, nhưng mà Buster mất đi cái đầu của mình. Spinning vẫn đang chủ động kê một khẩu ốp và James đã đi theo. Khó cho Jekinda rồi, không còn cơ hội nào để anh ta có thể xử lý nữa cả. Sẽ là 3-0 dành cho Ants mà thôi. Viên ốp này có vẻ hơi vô duyên nhưng mà phải là chính xác rồi, nhưng không thể có một cái triple kill. Maiden đang bị tổ quay với bắt đầu cú bóng dài B. Maiden làm đôi. Maiden không thể có triple kill. James là người chiến thắng, thời gian đã hết rồi. Nhưng James đấm mồm được vị trí Snappy. Một quyết định phải nhanh lên Hades ơi. Hades lộ tiếng ra và không đặt bom đến từ James. Nhưng đó là một tình huống mà Hades là người được xử lý thoải mái hơn. Khi mà những cái điểm chốc point luôn luôn được nhồi đồ một cách liên tục và bắn tay thì rất to. Bây giờ Flash trả ra nhưng bắn là chớ tới vị trí của Hades, chưa đổi được mạng của ai cả. Nhưng đây Snappy đã làm một. Maiden tiếp theo cũng đã lấy thêm những người đồng đội của mình nữa. Khó rồi, Outsider chỉ còn lại cho mình hai người mà thôi. Thông tin lộ ra là quá nhiều khoảng trống nữa các thành viên em có thể xử lý, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa khi mà Maiden đã phải nằm xuống. Một góc đứng chết đến từ vị trí của Snappy. Snappy vẫn có thể đấm mồm được cái tên James trước khi nằm xuống. Một cái tình thế đang đưa về là 2v2 khá là căng thẳng. Điểm đến vào Outsider sẽ là bom Saiya thôi. Stack double dead và Switch đã ngã xuống rồi. Chỉ còn đó là chỉ có Dia. 1v2 dành cho Dia. Buster đấm mồm Dia đem về đầu thắng đầu tiên dành cho Outsider. Quá khó đi, Dia chủ động đẩy ra luôn. Nhưng timing đang là sai, Flash trả ra là trắng. Nhưng mà Spinix thì đã làm được đôi cái mạng rồi. James và Buster cũng liên tục lên tiếng với những cái mạng của mình. Buster làm đôi. Quái cớt lấy được thêm cái mạng của anh chàng này nữa thì quá khó để có thể xếp nữa rồi. Nhưng mà không, quẩy thời gian là khéo mà bây giờ không còn tham để có thể đặt quả C4 nữa. Chiến thắng đã dành cho bên phía của Ends. Thực sự là gió đảo chiều quá nhanh chóng đi. Tiếp theo để họ có thể làm lại bằng những cái nỗ lực của mình. Chủ động chơi cho mình khẩu lục mà đẩy hơi lao đến vị trí của anh chàng Diha. Và cái sự trả giá là chính cái mạng của mình. Buster vẫn tiếp tục là bò chạy đến khu vực y xe này và lấy tiếp đi cái mạng của anh chàng Hades. Double kill rồi, liệu có triple kill hay không đây? Táp là rất nhiều và đã có triple kill. Qua đà kill rồi. Tỷ số thì đương nhiên rồi, nó sẽ là 5 đều cho Outsider thôi. Một tình huống đi hốt hàng rất là nhanh chóng đến từ vị trí của Buster.
chủ động đẩy ra, chưa biết một người đây quay cơ thấy đối phương sấy là chết, nhưng mà không thể làm được đổi cái mạng dành cho mình. Hades không biết một người gần và bây giờ lợi thế đã nghiêng về các thành viên đội tuyển Outsider. Một người đang đi bài tờ, đó là vị trí quay trắng Buster. Đây là xe Maiden định ra ra xin với đồng đội, nhưng mà đối phương không hề mu. Ở đây một tình huống Dia bắt được người Lucker rồi, đó là cái tên Buster. Tình thế đưa về là 3v2. Biết được một người có mid và chỉ vậy chỉ còn một A thôi, sẽ đánh nhà lên bên phía của Outsider. Bom được đặt thì sẽ là khó. Đây một tình huống mà Dia tham mình tốt, spam vào quả smoke dứt điểm đi Flit rồi. Bây giờ thì Zekita đã bị kẹt lại ở trong side và bị Dia đấm mồm, mà như vậy chỉ còn đó là kinh Zem thôi. Zem bắt được Dia. Một tình huống đổi vị trí thông minh đến từ Zem, nhưng quả flash này là một quả flash lỗi thôi Zem ơi. Đây rồi, vị vua của chúng ta không thể thắng được Spinix. Sẽ là 7 năm dành cho Ence mà thôi. Thiên về bên phía City nhiều hơn. Bây giờ đấu súng xảy ra, Dia làm hai cái mạng mất rồi. Không còn cơ sở nào để Outsider có thể lên khu bom side B này nữa cả. Họ đi quá rời rạc đi. Mỗi người đi một hướng như thế này thì nó cũng chỉ là những cái tình huống cầy mạng cho Ence mà thôi. James, liệu có phải là James Tham hay không, bị bắn đinh rồi. Hai viên ọp trượt thì nó sẽ là chấm hết dành cho anh ta. Ở khu vực mid đồ, ăn flash hay không đây? Chỉ hơi trước một chút thôi và Spirit không có bất kỳ cái mạng nào cả. Double kill Zekinda. Một line up ở mid đồ đến từ bên phía của En. Và cuối cùng thì Maiden và Spirit đều chết chạy cả. Rất đáng tiếc cho En. Ở đây thì sao? Zekinda đấm mồm vị trí của chàng Hades rồi. Zekinda đang đi chợ ở mid đài. Snappy đã ngăn cản con quái vật Zekinda để anh ấy có thể có một cái ẩy. Snappy thậm chí làm cho mình luôn cái double kill để đưa tình huống về là 3v2. Hiện tại thì Snappy đang ở đây có vẻ như cũng đã đánh hơi thấy mùi gì rồi, khi mà anh ta đang chơi khá sâu ở trong khu bom site. Tò mò nhưng mà vẫn hạ gục được vị trí anh chàng quay cớt nha. Hai người còn lại thông tin chưa lộ ra, bây giờ đã nhìn thấy rồi và lấy thêm được cái đầu của anh chàng Buster. C4 đã rơi, không còn cơ hội nào dành cho hoàng tử của chúng ta nữa cả. Zekinda làm ba ở mid. Một tình thế đưa về là 5v2 nhưng cuối cùng vẫn thua. Đến từ Outsider. Một đào đấu mà cô hề này vui một chút là lỗi lớn nhất thuộc về Zekinda, khi mà nhà đây không có một tình huống nào làm năm thật. Và đặc biệt hiện tại thì họ đang có tận hai người đang ở trong side. Và đây thì quay cut ở nối thì đấm mồm được Snappy, đưa tình thế về là 5v4, đang lợi thế người cho Outsider. Có nét được trả ra một quả nét, cấu đi được khoảng đâu đó 30 HP. Đây quả nét dài rất đau nha, nên Dia vẫn đấm mồm được Flit lạ mặc dù đã rất yếu rồi. Tay quá to đến từ vị trí của anh chàng Dia. 4v4 vẫn còn nguyên cửa cho En. Không còn nữa rồi khi mà Zekinda vừa nằm xuống với tình huống bắn tốt của anh chàng Hades. Tình huống đấu súng tiếp tục xảy ra, James thành công đổi mạng cho những người đồng đội của mình. Tuy nhiên bom mìn flash vẫn đang còn là khá nhiều nha. Maiden đang quẩy trong bom site là dẻo lấy đi tiếp cái mạng anh chàng quay cớt. Nhìn thấy đối phương rồi vẫn đang quẩy trong khu vực thùng bom là rất lâu. Hades quả bom đang đặt cho anh ta nhưng mà không còn cơ hội nào cả khi mà đối phương đang có tận hai họng súng chĩa vào. Cái tiếng động nào cả, bắt đầu những tiếng động được báo hiệu rồi. Có nét trả vào bách sang bách. Ở đây vì chính Flit đang rất đau, Flit vẫn kiếp đổi cho mình được một mạng. Mà trước đó Snappy đã dứt điểm đi một play bên phía của Outsider, đó là cái tên Zekinda. Tình thế đang đưa về là 4v4. Ở đây thì Zem bắt được Maiden ở cùng A-Sort, đang là lợi thế hơn người dành cho bên phía của các thành viên Outsider. Đây rồi, round chiến thắng đang hiện rõ, rất rõ trước mặt của các thành viên Outsider để có thể cứu lại cho mình được một cái chuỗi thua liên tục. And từ nãy đến giờ tận dụng một góc của quả sơ mốc, nhìn thấy đối phương và quái cớt đã bỏ lại cái đầu của mình. Buster dường như đã hiểu vấn đề gì xảy ra, chủ động đang là nằm in thở khẽ mà thôi. Tận dụng quả sơ mốc cho mình thêm những cái phạm vi di chuyển nhưng chưa thể hạ gục được ai cả và cũng đã phải nằm xuống. Một tình huống đang có lợi thế về người thì ngay lập tức Outsider lại thiệt, và thậm chí bây giờ là Flip cùng James với cái tình huống này thì có vẻ như muốn đi xếp rồi, không đi cứu nữa. Zekinda đã thấy đối phương và Zekinda có được cái mạng của Maiden, có lớp support tốt đấy từ James. Zekinda nằm ngay xuống giọng súng của Dia và tình thế lại đưa về là 4v4 rồi. Flip ở đây chỉ cần một tham mình hợp lý thôi, nhưng mà không có tham mình nào nữa cả khi mà Hades đã đoạt đi cái mạng của anh ta. Quải cớt ở đây cố gắng di chuyển để lấy thêm cho mình những cái lợi thế, nhưng mà Dia đang tanh lên là rất mạnh mẽ nha. Sờ mốc trả ra là kín, tiếp tục kéo ốp lên và Hades làm đổi mạng. Như thế này thì thôi xong rồi, không còn cơ hội nào dành cho Outsider nữa cả. Có vẻ là tan vỡ dành cho đội tuyển Outsider và chúng ta chắc có lẽ rằng đã biết kết quả của cặp trận thi đấu BO1 này rồi. Nó sẽ là 16-6 dành cho En thôi. King James đang cố gắng trong tuyệt vọng. Làm gì thì thôi để King James ơi, quả sốc lại tan đi thì chắc có lẽ rằng cái chết sẽ đến với anh ấy thôi.
bom mặc dù của đối phương đã rơi, nhưng hiện tại thì Jim đã lộ ra vị trí thông tin mình đang đứng ở đâu. Chỉ cần một tình huống di chuyển vào cùng nhau một pha double pick thì em sẽ có khoảng đâu đó 90% của chiến thắng ở round đấu này. Vẫn đang tình huống nhặt bom, qua lại đặt rất cẩn thận cầm về cái bom cơ. Một tình huống Jim bắn tốt, có được một mạng rồi nhưng không thể dứt không điểm thể. Phoenix kia đã bị đối phương cầu yếu từ trước đó. Và nó là 16-6 dành cho bên phía của En. Họ đã thể hiện cái sức mạnh của họ ở cặp trận đấu diễn ra đối đầu với cả đối thủ mang tên Outsider.